phải đâu mày. Lộn cấp taxi á, mày nghe bữa giờ gấp taxi quýt lộn nha. Gấp mà gấp chạy xe bị bọn xe ôm lấy. Chưa cứu xe em cảm thấy sao? Không lương tâm em tự nghĩ đó, anh nói vậy coi đúng hay sao? Nếu như em á, lương tâm em á, à, nếu mà ví dụ như anh không được, đúng không? Nhà tại trần anh thì anh cũng chạy. Mày nói câu đó phải không? Nói câu đó phải không? Ví dụ như cho em nói câu đó phải không? Dạ. Có tiền mua nổi cái xe này không để chạy? Có tiền mua nổi xe 2010 để chạy không? Đó, em có được cái tiền mua nổi cái xe để chạy không? Em nghĩ không có đâu. Kinh tế em nghĩ em chạy 17 năm là dư rồi đó. Em có tiền anh luôn á. Chạy người ta ôm đâu phải chạy gấp. Dạ không, đó. Cho anh nhìn được, anh nhìn đồng hồ em nè. Đó, 59 ngàn. Em á, mỗi ngày chạy á, là em cứ chạy một cái số em khỏi vô 1 ngàn. Đó, 59 ngàn là bây giờ tụi em cũng nghe đó. Tính như tụi em không được, tụi tao còn vợ con cuộc sống. Thì em cũng vợ con cuộc sống rồi. Cuộc sống thì tụi em phải biết, cần phải biết tụi em ra làm gì. Ví dụ người ta điện nhà cửa tụi em đi vô trước đi. Đúng không? Nhà cửa tụi em vô trước đi, đụng má tụi em đâu nói tiếng nào. Nhà em sẽ biết, ít ra em để tụi em cuộc sống. Đúng không? Ra mày cửa người ta, mày giờ mày thấy có xe mày thấy nói người ta không biết. Mày phải bắt đầu bánh mày, đừng có đậu 4 năm xe từ sáng tới chiều. Em chạy em cảm thấy sao? Nãy giờ thấy mày nói nghe người nghèo quá, nhớ không? Lương tâm em không hỏi nghèo, mày nói nghe người nghèo đó, nhớ không? Chính mình mà nội nó thôi. Thấy không?
nói thẳng mày nghe, nếu mà tụi tao mà biết chữ á, nó đăng ký Grab chạy rồi. Nói mày nghe. Còn nói đây nè, mày nói nhà mày đâu? Đây nhà mày con ai á? Hả? Đây nhà mày con ai á? Tụi tao nhà nếu cần thiết ở đâu? Biết không? Nhưng mày nãy giờ nghĩ tao kém không? Dạ tao. Nếu mày uống đường đó tao chơi mày. Không, mày. Tụi má nãy giờ tao nói mày rất đàng hoàng. Thế tao chờ kia đi rồi bắt đầu tao với mày chơi. Bước cái xe tao mà chơi. Không, em đâu có... Bước cái xe tao mà chơi. Nãy giờ em có nói vậy đâu. Má, hồi nãy giờ tao chờ thằng kia nó đi nha. Một cho một mày. Không. Một cho một tao lấy dao đâm mày chết mẹ mày liền, cứu con chặt mày luôn á. Không. Tao chết dự mày, tao cũng đâm mày liền, tao bú con chặt mày luôn á. Nãy giờ em có nói vậy đục dạng em đâu. Thấy mày nãy giờ cái trẻ thái độ mày cương. Tao chờ nó đi, nếu bao giờ chơi hội đồng với mày. Một mình một ngựa mày, tao mày. Được không? Đầu tao bốc dao đâm mày chết mẹ mày liền với tao. Hứa với mày luôn. Không có dao uống con chặt mày liền. Chú ơi. Tao bắt mày.